lại một trò chơi rất là vui luôn nha. Thì hôm nay hai trẻ con mình thì sẽ đọc điện thoại. Con nữa nè. Mình đang xài là cái gì 6 cộng này nha. Đó. Đó, của con mình đó là cái iPhone 7 LED. Đó, giờ mình sẽ ra mình chuẩn bị để mình đâm hai cái điện thoại này chơi hên xui nha các bạn. Nếu mà hên thì sẽ không hư, còn ai xui thì sẽ hư cái điện thoại luôn. Đó. Cái điện thoại con hư quá. Cái 6 và cộng và một cái 7 lớn nha các bạn. Thì giờ mình sẽ đi chuẩn bị hai cái hộp để mình làm ha. Sẽ là người đọc trước. Chưa, con phải quay mặt kìa. Quay mặt kìa trong kia. Rồi, bịt mắt lại nha. Rồi, con thân sẽ là người bỏ điện thoại. Có một cái nè con. Thế nha các bạn. Đây là cái gì 6 nha. Chơi mời chơi hơn xui chứ sao? Bye bye nha bạn.
sẽ đăng ký ủng hộ mình, thì nếu mà có thêm động lực đó thì mình sẽ đọc những món khác nữa nha các bạn. Tạm biệt các bạn nha.